Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Cảnh báo rủi ro từ xe gắn máy chở hàng cồng kềnh. Thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Ngang nhiên đậu xe trái quy định của pháp luật. Thành phố Buôn Ma Thuột chỉnh trang đô thị đón Tết Giáp Thìn 2024. Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Góc nhìn DRT ấm áp những trái tim tình nguyện. Một số loại trái cây chủ lực của Việt Nam đang được chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường nhập khẩu. Trong đó sẽ xem xét mở cửa thị trường cho trái bơ và chanh dây Việt Nam được tiếp cận thị trường tỉ dân. Đây là tin vui cho nông dân trồng bơ và chanh dây, nhất là trong bối cảnh giá chanh dây xuống thấp như thời gian qua. Hiện các tỉnh Tây Nguyên là vùng trồng chanh dây lớn nhất cả nước với gần 10.000 hectare. Chanh dây Việt Nam hiện đã xuất khẩu đến những thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng. Việc chính phủ Trung Quốc xem xét đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường nhập khẩu chanh dây và bơ sẽ mở ra cơ hội lớn cho mặt hàng nông sản này, nhưng cũng đòi hỏi không nhỏ về chất lượng nông sản, kiểm dịch an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Người thanh niên này chở một tấm gỗ mỏng, bình thản đi trên phố đông người. Người đi đường thì phải tự tránh, nếu không thì rất có thể sẽ tai bay vạ gió. Còn đây là hình ảnh chúng tôi bắt gặp được tại ngã năm vòng xuyến tỉnh Lộ 8. Người phụ nữ thản nhiên ngồi trên món hàng cồng kềnh. Từ phía xa trông giống như chị ngồi trên vai người lái xe máy vậy. Họ thản nhiên trêu đùa khi thấy phóng viên 24 giờ cùng DRT ghi hình. Còn hình ảnh này thì có lẽ chúng ta vẫn thấy hàng ngày. Dường như với người điều khiển xe máy và người ngồi sau, chẳng ai quan tâm gì đến sự nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân. Đảm bảo an toàn cho bản thân là an toàn cho mọi người, cho cộng đồng. Đó cũng chính là nét văn hóa khi tham gia giao thông rất cần được chú trọng. Tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, một ô tô thản nhiên vượt đèn đỏ. Tại một con hẻm nhỏ trên đường A Ma Khê, thành phố Buôn Ma Thuột, một chủ xe ngang nhiên đậu chiếc ô tô của mình giữa hẻm và thản nhiên bỏ đi, để chiếc xe chắn giữa đường, gây ách tắc giao thông. Những hành vi thiếu ý thức, thiếu văn hóa giao thông như thế chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông ở các đô thị. Dù kết cấu hạ tầng giao thông có nâng lên, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, nhưng nếu ý thức người tham gia giao thông kém thì tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông vẫn xảy ra. Các hành vi vi phạm thường thấy hiện nay đó là đỗ xe mà bánh xe không sát theo lề đường, hè phố, phía bên phải, theo chiều đi với khoảng cách không quá 0,25m, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, dừng xe nơi có biển, cấm dừng xe và đỗ xe, dừng xe, đỗ xe tại vị trí nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau. Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT vào khoảng hơn 8 giờ sáng nay ngày 24 tháng 1 tại ngã tư đường Lê Quý Đôn và Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột thì không những nhiều xe của cá nhân vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn có cả xe cơ quan nhà nước. Những hành vi vi phạm này cần phải được xử lý nghiêm minh để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội. Thưa quý vị, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự luôn tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi đậu đỗ xe sai quy định của luật giao thông đường bộ, tuy nhiên, những hành vi này đang ngày càng phổ biến trên nhiều tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột, hay là hình ảnh điều khiển xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn khi tham gia giao thông như trong phần tin mà chúng ta vừa theo dõi. Phải chăng là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế hay họ cố tình vi phạm? Vâng, lâu nay chúng ta nhắc nhiều đến việc xây dựng văn hóa giao thông hay nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của mỗi người. Điều này chỉ đơn giản bằng cách thực hiện những hành động nhỏ nhất như là đội mũ bảo hiểm khi đi xe, mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đi đúng phần đường, làn đường, đậu đỗ xe, đúng nơi quy định, ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày 22 tháng 1, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, trạm cảnh sát giao thông Crong Búc đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ việc vi phạm pháp luật cùng tác vật là 7,2 kg pháo hoa dạng nổ, 20 bộ bàn ghế gỗ, hơn 800 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện các vụ việc trên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai kế hoạch đến các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, thành phố khẩn trương hoàn thành công việc tổng dọn vệ sinh khu vực thi công các công trình, đảm bảo an toàn, sạch đẹp, phối hợp với Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cắt tỉa cây xanh, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư công trình lát đá vỉa hè đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 1 năm 2024. Đối với các phường xã, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đồng thời vận động người dân tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư sạch đẹp để chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết đảm bảo an toàn. Chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Buôn Ma Thuột có một điểm mới, đó là thành phố sẽ phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk bố trí khu vực triển khai không gian thư pháp, nghệ thuật truyền thống và trưng bày các hoạt động nghệ thuật quảng bá thành phố Buôn Ma Thuột. Chợ hoa xuân được thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hàng năm là hoạt động thường xuyên mỗi dịp Tết đến xuân về, là dịp giao lưu giữa các nhà vườn, nghệ nhân, nơi hội tụ quảng bá các sản phẩm, hiện vật ngành nghề hoa, cây cảnh và nghệ thuật truyền thống. Đây cũng là dịp để thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về thành phố Buôn Ma Thuột, cũng như để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, người trồng đào Nhật Tân ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang đưa ra thị trường những chậu đào khoe sắc rực rỡ. Còn khách hàng khắp nơi cũng đổ về để lựa chọn cho gia đình một cành đào ưng ý, chừng Tết tạo nên không khí nhộn nhịp và vui tươi. Gần 20 năm gắn bó với cây đào Nhật Tân, vụ đào Tết năm 2024, gia đình bà Đỗ Thị Thúy Ngọc, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ trồng hơn 3.000 gốc đào. Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đã có nhiều thương lái trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa đến đặt mua. Nói chung là cũng sẵn sàng rồi. Bà gọi là thương lái các thứ người ta đến thì cũng lấy cỡ chừng 1/3 rồi. Chất lượng thì là ổn định, bình thường như mọi năm, nhưng mà về giá cả thì vẫn giữ giá, không có lên. Trước đây, người dân Tây Nguyên muốn mua hoa đào để trưng Tết thì phải mua lại qua các thương lái chuyển từ miền Bắc vào với giá khá cao. Thế nhưng, khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều nhà vườn ở thị xã Buôn Hồ đã đưa giống ươm trồng thành công loại hoa này, nên thị trường hoa Tết ngày càng thêm phong phú. Không chỉ vậy, nhiều nhà vườn, nhiều hộ dân còn không ngừng học hỏi thêm về kỹ thuật để lai ghép gốc đào dại thành nhiều loại khác nhau, mang nhiều màu sắc, tạo thêm kiểu dáng đẹp. Hiện có những nhà vườn đã được 50% người đặt mua. Bây giờ là chuẩn bị đầy đủ cho khách rồi đó. Ai có yêu cầu, thí dụ mà gửi đi các tỉnh cũng mình cũng chuẩn bị gửi cho họ. Vụ năm nay thì tính ra mà nụ với hoa là đẹp hơn mấy năm trước luôn đấy. Dự kiến năm nay các nhà vườn đưa ra thị trường khoảng 18.000 đến 20.000 cây gồm đào Nhật Tân, đào Bích, đào Phai và đào Tuyết. Sản phẩm cây hoa đào Buôn Hồ hiện đã được phân hạng OCOP 3 sao và đang phấn đấu lên 4 sao. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết quân và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và các chiến sĩ Hải quân đang công tác tại các nhà giàn DK1. Tại vùng 4 Hải quân, 4 đoàn công tác đã đồng loạt khởi hành thăm quân và nhân dân các đảo điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk có mặt trên chuyến hành trình này có những cập nhật chuyển đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là vượt qua khó khăn sóng gió, chúng tôi đã có mặt tại quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa để chia sẻ những niềm vui đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Vượt qua hành trình hơn 250 hải lý, từ quân cảng Cam Ranh, chúng tôi có mặt tại điểm đầu tiên đặt chân đến đó là thị trấn Trường Sa, nằm trên đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây đã từng in dấu ấn của những con tàu thuộc đoàn tàu không số trên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, chi viện vũ khí trang bị cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Ngày nay, quân và dân thị trấn Trường Sa vẫn kiên trung giữa biển khơi. Bất cứ ai khi đặt chân đến đảo đều cảm thấy vinh dự và tự hào về mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Được đặt chân lên đảo Trường Sa là một niềm vinh dự đối với những phóng viên trẻ như chúng tôi. Và được chứng kiến cái lá cờ Tổ quốc tung bay giữa muôn trùng khơi thì tôi cảm thấy rất là xúc động.
Đây là lần đầu tiên thì tôi được đến Trường Sa tác nghiệp. Cái cảm giác với mỗi người làm báo thì ai cũng rất là vinh dự và tự hào. Được đứng ở dưới cột mốc chủ quyền biển đảo quốc gia thì chúng ta rất là tự hào về cái truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Đảo Trường Sa là đảo lớn nhất trong cụm đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, một hòn đảo xinh đẹp, hiền hòa. Xây kẽ giữa những mái nhà dân, các cơ quan, công sở, trường học, trạm y tế và ngôi chùa là hàng ngàn, hàng vạn cây xanh. Giữa bốn bề sóng vỗ đảo Trường Sa vẫn luôn tràn đầy sức sống, quân và dân huyện đảo gắn bó một nhà. Trong không khí rạo rực của mùa xuân khi ngày Tết đã cận kề, ai cũng háo hức khi đoàn ra thăm, chúc Tết, mang hơi ấm tình cảm của đất liền. Em cảm thấy rất là vui mừng, về cảm thấy rất là hân hạnh được nhiều người nhớ tới mấy em ở đảo Trường Sa này, về cảm ơn các anh chị để chăm mấy em về Tết. Thay mặt cho quân dân huyện đảo Trường Sa, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm Đảng, Nhà nước, quân đội của các tổ chức chính trị xã hội, kiều bào ta ở nước ngoài, của các địa phương cũng như là của các nhân cá nhân đã dành cho quân dân huyện đảo Trường Sa. Mặc cho sóng gió những ngày cuối năm, những ánh mắt, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên gương mặt của những thành viên đoàn công tác, và những phần quà Tết từ đất liền, cả những cây quất xanh tươi đã đến được với nhân dân huyện đảo. Tết này, ai nấy cũng cảm thấy hân hoan, xuân vầy, thắm đượm nghĩa tình đất liền và biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1, nhất là dịp Tết Nguyên đán này, ngoài việc mang theo các vật chất hậu cần, nhu yếu phẩm cho quân và nhân dân huyện đảo, thì không thiếu các phần quà từ đất liền. Vâng, để có thể vận chuyển được những kiện hàng phần quà ra đảo quả thật là không dễ dàng gì, và nhất là vào những thời điểm cuối năm sóng to, gió lớn, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả đoàn công tác, những vật chất hàng hóa đã đến tận tay quân dân hải đảo an toàn. Những thùng composite để làm dụng cụ trồng rau xanh, giá thể trồng rau, phân bón, dụng cụ sinh hoạt, vật chất hậu cần theo tiêu chuẩn của bộ đội, các nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày và nhu yếu phẩm thực phẩm phục vụ nhu cầu ngày Tết, có cả bánh kẹo, đậu đỗ các loại, lá song gói bánh và cả những chậu quất để trưng trong nhà trong những ngày Tết đến. Tất cả được gói ghém vận chuyển lên tàu bảo quản cẩn thận. Sau khi xác định được nguồn hàng quà thì chúng tôi có lên kế hoạch và phân công và phân chia phân loại từng loại hàng, những loại hàng khô, loại hàng nhu yếu phẩm cần đưa hàng đông lạnh hoặc những hàng quà Tết, bánh kẹo, đặc biệt hơn là giữ gìn những cành mai, cây quất của đồng bào và nhân dân cả nước dành tình cảm dành tặng cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Tàu đã quán triệt với anh em toàn tàu, các đội thủy thủ trên tàu hướng dẫn các lực lượng tràng buộc nhiều tàu các cái hàng hóa được tràng buộc rất là kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị hết sức chu đáo. Sau chuyến hải trình đầy vất vả, những kiện hàng chứa đầy tình cảm của đất liền là món quà động viên các chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ biên cương và chia sẻ hơi ấm đất liền với những hộ dân ở ngoài hải đảo, góp thêm niềm vui cho cán bộ chiến sĩ nơi huyện đảo trong những ngày xuân mới. Từng dòng người xếp hàng chờ đợi để được trao đi giọt máu ấm áp, nghĩa tình để cứu người là hình ảnh quen thuộc tại các chương trình hiến máu tình nguyện ở Đắk Lắk. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu, đáp ứng được nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Anh Lê Anh Quân là một chiến sĩ công an nhân dân từng bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, và anh đã nhận được những giọt máu hồng từ những tình nguyện viên để vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sau khi bình phục, anh đã trở thành một tình nguyện viên hiến máu tích cực. Với anh, chỉ cần đủ sức khỏe, anh sẽ tiếp tục cho đi những giọt máu đào. Em trước bị tai nạn cũng nhờ giọt máu hồng, máu đào này cũng nhờ người tốt bụng, em đã sống được ngày hôm nay. Em giờ nói chung là còn sức khỏe ngày nào thì em muốn đi hiến máu. Của mình còn hiến máu là thì em đi cống hiến cho người ta một người một tí. Vì những giọt máu hồng này em nghĩ là ân nghĩa suốt một mạng người. Tuy nó không đáng là mấy nhưng mà một giọt máu thôi cũng là một trân trọng cả cuộc đời mình. Nhằm đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu người bệnh, đồng thời giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra sau dịp trong và Tết Nguyên đán,
việc hiến máu vào thời điểm này là hết sức cần thiết để bổ sung vào nguồn máu dự trữ cứu chữa cho bệnh nhân. Cùng với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. Hiến máu là một cái hoạt động có ý nghĩa và thông qua cái hiến máu này mình cứu được rất là nhiều cái sinh mạng con người. Thì cái việc hiến máu cũng rất là tốt, cũng không có vấn đề gì. Thì trong một năm thì mình thường từ 3 đến 4 lần theo cái sức khỏe cho phép. Mình vận hiến thì cái hoạt động này rất ý nghĩa cho nên mình cảm thấy rất là vui. Vận động hiến máu tình nguyện thì cũng đã có sự lan tỏa đến tất cả người dân và các tập thể cá nhân. Thì cũng nhận thức thấy cũng thấy rõ là cái công tác hiến máu của tỉnh Đắk Lắk rất là có sự lan tỏa đến tất cả mọi người để hiến máu cứu người. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tin rằng hoạt động hiến máu cứu người sẽ tiếp tục lan tỏa để nghĩa cử cao đẹp ấy gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái vào cuộc sống, góp phần cứu sống những người bệnh đang cần máu. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai. Thank you.